Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với quý vị và các bạn video clip về các khái niệm cơ bản của trường điện từ. Vector cường độ điện trường E thì xét một vật nhỏ mang điện tích Q đặt tĩnh trong một hệ quy chiều của quán tính chịu một lực là F. Khi đó ta có thể nói ở lân cận vật mang điện có một điện trường. Vector trạng thái về cường độ điện trường là biểu trạng thái đo và biểu diễn năng lực tác động của lực Lorentz về điện ở lân cận vật trong điện từ trường. Nó được thể hiện theo cái công thức dFE bằng dQE, và nó cũng thứ nguyên E bằng F trên Q. Thứ nguyên của nó là Newton trên Coulomb, và ta có thể suy diễn tiếp ra nó sẽ bằng V trên mét. Chúng ta đến phần tiếp theo là vector cường độ từ cảm B. Xét một vật mang điện tích Q chuyển động trong một hệ quy chiếu có quán tính và chịu một lực F. Khi đó ta có thể nói ở lân cận vật mang điện có một từ trường. Lực F hướng theo chiều tôi vừa chia sẻ đến quý vị các bạn cái khái niệm cơ bản của điện từ trường. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi.